Anh Út ơi, anh Út, anh Út ơi, về chưa anh Út ơi, anh Út, ủa, giống đi chợ quá vậy, không có khuôn thước gì hết á. Tại tôi thấy cửa mở tẹt kìa. Anh Út về chưa? Hỏi ai vậy? Cục cứt còn có đầu có đuôi nha. Trời ơi, thông cảm đi má già ơi. Đói muốn chết luôn. Mà ăn vô ói ra hết trơn à. Riết rồi tối tăm mặt mày. Cái mẫn này á, phải nắm áo Út lì thôi. Biến ra khỏi nhà tao nha. Yêu nữ thế nào đó? Nè, ê bà già. Má, má, má Út lì. Cái bà này bữa nay lạ nha. Đuổi mà như không dám đuổi. Hình như là sắp chính trưởng rồi. Ngang nhiên thiệt chứ. Mà sao cứ đi kiếm thằng Út lì miết vậy? Đàn bà con gái gì mà lố lăng quá. Bây giờ không nắm máu Út lì thì biết nắm máu ai? Mà thằng chả ăn ốc, chẳng lẽ bắt người khác đổi vỏ? Thử kêu tới tên hai ruộng coi, thằng chả xé xác ra chả muốn ớt liền luôn á. Thấy chưa, mày lòi cái bản mặt mày ra chưa? Biết bay mang con ai trong bụng mà cứ tới đây mận mạng hoài à? Tao kêu cảnh sát còng đầu tra hỏi cho biết nha. Thì bà kêu đi. Bà bắt thang cho thằng cha Út lì leo không à? Thánh thần ơi, nó nói cái mẫn như mẹ tôi kìa. Thì cho con xin lỗi đi. Con đâu có muốn vậy đâu. Tại má cứ dùng ép con không à. Nè, không gọi tao bằng má nha. Không có kêu bằng má nha mày. Trời ơi, con biết mà. Tại con lỡ miệng thôi. Ôi da, trời ơi, đau quá. Đau quá. Ôi da. Bữa nay đau ở đâu? Thấy nhói ở trong này nè. Ăn vô ói ra hết trọi à. Ôi da, đau quá. Thình lình dữ vậy. Bác sĩ vô đây. Chào gì, không phải gì bệnh hả? Cô này bệnh hả? Không, ông nhà tôi bệnh đó. Con nhỏ này mà bệnh cái gì? Ông mới ngồi đây rên hừ hừ à. Ủa, cô này bệnh gì? Sao ôm bụng rên la dữ vậy? Bệnh hoạn gì? Nó nói nó bị ốm nghén đó. Thang á, ăn cơm vô á là ói. Chắc là ăn bánh canh hủ tiếu thì được. Vậy cô ngồi xích đây để tôi kiểm tra bắt mạch cô nha. Tôi không có tiền đâu, khám khiết làm chi. Sẵn có bác sĩ đây, khám luôn đi, tao trả tiền. Không khéo á, mày lại bêu ríu cả nhà cả cạo tao á, ăn ở á, thức nhân thức đức. Nếu thiệt của thằng Út lì thì máu mủ nhà tao trong bụng mày. Tao không lo, mà yên ổn lương tâm à. Khó chịu chỗ nào thì nói ra, bác sĩ cho toa uống.
Cô mất kinh bao lâu rồi? Phải khám cho an toàn chứ. Không có mất tiền đâu. Nhà nước bây giờ ưu đãi rồi. Đưa tay của cô đây. Nè, cô đã khám ở đâu chưa? Xét nghiệm nước tiểu chưa? Chưa. Mèn ơi, bữa ổng đưa tiền cho mày qua bên sông khám. Ổng đưa tiền rồi sống lo đi khám đi. Tới đây mà rên hừ hừ miết à. Thai nghén gì? Thấy ông Lì khó ưa nên hù chơi vậy thôi. Thánh thần ơi, quá ra cả nhà tao bị mày xỏ mũi hả?